trời, hàng nó phải ăn nhẹ chứ, mà sao đi qua đó vậy ta? Trôi mà, ghê lắm, trôi rồi. Ngon rồi, rồi. Cho bự á, cho bự rồi, bự á. Vô. Từ từ. Cái cần nằm dưới hay nằm trên vậy? Con này 7-8 đàn các bạn. Gần ký các bạn. Nè. Ăn khô thiệt các bạn ơi. Dở nhẹ lên nè. Đã các bạn, con thứ hai nha. Vì này có cá thả hồ các bạn ơi. Phải dướng xe trước rồi. Rồi, tiếp nữa. Rồi, đứng luôn rồi, đứng luôn rồi. Chạy lẹ. Dính rồi, quay lên. Rồi. Chạy vô rồi, chạy vô rồi. Này chạy vô. Má cái gần què đó hên đó. Chạy vô rồi. Đúng rồi, nó đi vô. Cá vô. Mẹ nó lôi xuống rồi, nó dùng lại, nó rớt cầm xuống rồi. Chóng rồi. Phi. Được rồi. Phi bự. Phi này nhỏ. Bự không? Nhỏ. Vừa. Con này cỡ 7-8 lạng. Nhỏ. Con này nhỏ được. 7 lạng. Có phi các bạn. Má móc tè lè tiếc lấy. Đừng có phi đi các bạn, ok các bạn. À, 40. Biết cắm đầu à. Má đúng trần này. Ok chứ các bạn. Thì hiện tại là mình đã về được tới nhà và mình đã đem được hai con trâu trắng về tới nhà nha các bạn. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cái hồ mình mới vừa làm vừa xong luôn và mình cũng đang thả cá và bơm nước vào nha các bạn. Bây giờ các bạn mời các bạn cùng đón xem cái hồ của mình nha, vị trí của mình nha. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là cái hồ của mình. Mình mới vừa thả hai con trâu trắng xuống dưới đó. Đây, đẹp chưa? Tuyệt đẹp. Đang bơm nước nha các bạn. Trên bờ mà còn con cô phi. Không biết nó có sống không đây. À, cô phi nè. Không biết có sống không, mình đang để trên bờ nè, mình sợ nó chết á. Mình chưa dám thả xuống dưới. Đó. Còn cái hồ mình đang bơm nước nè. Đó. À. Các bạn thấy chưa, hai chiến lợi phẩm của mình nó đang ở dưới đó kia kìa, hai con trâu trắng đó, đẹp không các bạn. Đây là cái hồ bề ngang 3m và chiều dài là 5m của mình nha các bạn. Rồi, một cái hồ rất là tuyệt đẹp, lâu lắm rồi mình chưa lên cái video nào. Và tới đây ghé về sau mình sẽ câu cá về nhà, mình sẽ thả xuống cái hồ này, sẽ nuôi cá trong cái hồ này để ngắm cảnh hàng ngày nha các bạn. Đây đó, bạn thấy chưa, đó đó, con trâu trắng mình đó, đó đây đang con này, hai con sống nha các bạn, hai con sống rất khỏe mạnh luôn. Đấy, đây là toàn bộ cảnh nhà mình này. Hồ này mình tự đào các bạn, đào bằng tay á các bạn, chứ không có dùng mấy xúc đâu. À, anh em mình với lại mẹ mình làm á, à ha, đào toàn bộ đều bằng tay hết đó nha các bạn nè, đào toàn bộ đều bằng tay hết nha các bạn. Đây cạnh hồ nè, đẹp chưa các bạn. Đó, đó mẹ mình đó với lại cha mình, quá đẹp các bạn ơi. À, đang bơm nước vào các bạn, chắc bơm này khoảng cái chừng 1-2 tiếng mới đầy được cái hồ này các bạn ơi. Mà bơm có cái chừng 1-1.3 hồ thôi, không có bơm nhiều các bạn. Bơm nhiều quá nó nặng quá, nó sợ cái mấy cây cọc này nó chịu không nổi, nó sẽ đè xuống các bạn. Nên bơm cho cá nó đủ sống thôi các bạn ơi. Đó, đây từ đây qua bên kia là 5m nha các bạn, và bề ngang là 3m nha. Đang bơm nước vào. Ok, hàng đầu tiên chính là phẩm của mình ngày hôm nay, mình đã thả xuống cái hồ yêu quý của mình, bao nhiêu ngày tháng mình chờ đợi và cuối cùng cũng có được một cái hồ mình ý muốn các bạn. Hồ mình nuôi cá do mình tự câu lên ở ngoài hồ tự nhiên, về thả xuống hồ ngắm cảnh hàng ngày nha các bạn, tuyệt vời luôn nha các bạn. Đây ok, mình đây các bạn. Ok các bạn, thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho đam mê câu cá mình nha các bạn.
giúp mình, giúp kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nha các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.